Và đây là đường đến sức mạnh cá nhân của Napoleon Hill. Napoleon Hill. Nếu các bạn có sở thích là hay đi dạo trong nhà sách và lượn vòng quanh những cái kệ sách self-help thì các bạn sẽ để ý thấy cái tên Napoleon Hill. Có thể mà nói đây là một cái tên mà đi đâu cũng thấy trong cái kệ sách self-help ở mọi nhà sách ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Và khi mà mình cầm cuốn sách này lên thì mình có vẻ hơi e ngại một chút, bởi vì mình chỉ nghe đến Napoleon Hill thông qua những cái tủ sách làm giàu. Và khi mình nhận được cái cuốn sách này nói về sức mạnh cá nhân thì mình cũng hơi ngờ vực. Và nếu các bạn có theo dõi cái self-help book tag của mình thì mình có những cái tiêu chuẩn và những cái yêu cầu nhất định cho những thể loại sách self-help. Và đây là những cái review và cảm nghĩ của mình sau khi hoàn thành cuốn sách này. Thì khi mà lựa chọn đọc một cuốn sách self-help thì mình sẽ để ý rất nhiều đến tác giả, cái quan điểm, cái tư tưởng đạo đức và liệu cái người này có đáng tin hay không. Thì khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình cảm giác là khá là tin cậy và đồng tình với Napoleon Hill. Là bởi vì sao? Khi mình đọc được trong đây thì mình nhận ra được á, cái tư tưởng của ông ấy về sự thành công và tiền bạc, theo mình nó là khá là đúng đắn. Không, mình không nói đúng đắn mà mình nói là phù hợp với tư tưởng của mình đi. Ví dụ khi mà nói về tiền bạc, ông ấy có một viết một dòng mình rất là đồng tình. Đó chính là điều tốt đẹp của tiền bạc là sự hữu ích mà nó mang lại, chứ không chỉ đơn thuần là việc sở hữu nó. Chỉ vì một cái câu đó thôi thì mình có cảm nhận Hill là một con người có thể tin tưởng được, chứ không phải là những cái con người tác giả self-help mà theo kiểu đa cấp hô hào về cách làm giàu và làm bạc, đang đá đều cho giàu cho nghèo đó. Quan trọng hơn á, là cái định nghĩa của ông ấy về thành công, nó rất là trùng và kiểu như cùng một tư tưởng với một người phụ nữ mà dạo gần đây mình đã đọc và rất là hâm mộ, đó chính là bà Michelle Obama. Michelle Obama đã dành hẳn một cái cuốn hồi ký của bà ấy nói về thành công. Định nghĩa của bà ấy là về việc bạn có thể mang lại được cho xã hội. Và cái quan niệm về thành công đó thì cũng được tác giả thể hiện trong đây. Thì từ chính hai cái lý do đó thì mình nghĩ là ok, cái tác giả này, cái ông này là cái con người đáng để học và tìm hiểu. Hiển nhiên là cuốn sách này là cuốn sách dạy về cách làm thành công, chứ không phải là dạy làm giàu. Khi mà cầm cuốn sách này lên thì mình cứ tưởng đây sẽ là lại là một cuốn sách mà dạy cách làm nhà giàu nhanh chóng và không phải tốn nhiều sức lực. Nhưng mà không, đây là một cuốn sách sẽ chỉ dạy chúng ta cách thành công. Thành công theo cái nghĩa là trở thành một con người có sự đóng góp hữu ích lớn cho xã hội. Và theo quan điểm của tác giả thì sẽ có 3 nhân tố quyết định cho thành công của một người. Cái thứ nhất đó chính là trí tưởng tượng, óc sáng tạo. Cái thứ hai đó chính là kỹ năng kiến thức. Và cái thứ ba là sự chủ động. Khi mà mình đọc, mình tìm hiểu thì cuốn sách này nó sẽ đánh mạnh vào cái sự chủ động nhiều nhất. Để đánh vào sự chủ động thì Napoleon Hill nhắc đến 3 yếu tố, cũng là 3 chương sách trong cái cuốn sách này. Cái đầu tiên đó chính là tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu rõ ràng. Ông ấy quan điểm rằng là khi mà có được một cái mục tiêu rõ ràng thì bạn sẽ có động lực và bạn sẽ có cái kỷ cương để đạt được cái mục tiêu của mình. Đến chương thứ 2 thì ông ấy nói nhấn mạnh về cái việc kết hợp trí tuệ. Và khi đó thì mình mới nhận ra có một sự kết hợp với những cái cuốn sách mà mình từng đọc, chẳng hạn như cuốn sách 7 thói quen hiệu quả. Ừ, khi nếu mà bạn đã đọc cuốn sách này thì bạn sẽ biết là có một thói quen trong đây được nhắc đến, đó là win-win cùng thắng. Và mình cảm giác là nó có sự tương đồng với kết hợp trí tuệ. Kết hợp trí tuệ theo Napoleon Hill quan niệm là, nói nôm na là bạn tận dụng cái kinh nghiệm, trí óc và kiến thức của những con người khác thông qua việc hợp tác hoặc việc kế thừa, học lại thông qua đọc sách chẳng hạn, để dung nhập vào bạn và bạn tận dụng nó để phát triển của bạn. Đó, thì mình khá thấy là nó là một kiểu tự học, cũng là một kiểu win-win. Và cuối cùng là chương thứ 3 là làm hơn mức mong đợi. Đó là 3 chương sách của cuốn sách này. Và cảm nhận của mình sau khi đọc xong, mình nghĩ đây là một cuốn sách được viết với cái thái độ khá là thận trọng và không có kiểu hô hào như là các cái gọi là gì ta? Cái vụ ở trên đường Nguyễn Huệ, cái gì ta? Không có như cái bán hàng đa cấp, cái kiểu nói cho mình cảm giác mình hào hứng thật ra sôi nổi. Hào hứng xong cỡ 5 phút sau, 5 ngày sau, sau khi bạn đọc xong thì không có tác dụng gì. Quay lại cái video self-help các lựa chọn đọc sách thì mình có nhắc đến là kiểm tra dẫn chứng của tác giả. Và trong cái cuốn sách này mình phải nói là nó cũng đi vào cái
cái việc là khi mà đưa dẫn chứng thì đưa ra những cái cá nhân, cụ thể là những cái doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Được một cái vớt vát đó chính là thay vì kể một người cho cái tình trạng này, một người cho tình trạng kia, thì theo mình nhớ là có một mục ông ấy dành tới cả 10 trang đưa ra những cái nhân vật đó và phân tích cái tình huống của bọn họ, thì mình nghĩ là ok, và mình cảm giác là nó đủ để chứng minh cái lập luận, bởi vì là đa phần nhiều thứ ông ấy viết trong đây thì mình khá là đồng tình. Nếu cuốn sách này bạn hứng thú và bạn đồng tình với cái lối suy nghĩ của Napoleon Hill thì mình có thể đề cử cho các bạn cuốn sách thứ hai, đó chính là Điều Kỳ Diệu Của Việc Xác Lập Mục Tiêu Chính Yếu. Cuốn sách này được viết bởi Mitch Horowitz, tác giả khác, nhưng nó lại được dựa trên cái tư tưởng của Napoleon Hill. Cụ thể cuốn sách này nó là một cái cuốn sách giống như là sách thực hành, nó đi sâu hơn cái chương 1 về việc xác lập mục tiêu rõ ràng trong cuốn sách này của Napoleon Hill. Và đó chính là hai cuốn sách self-help mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Nếu đây là cái cuốn sách mà các bạn cần thì đây cũng có thể là một cuốn sách để cho bạn cân nhắc xem thử. Và đó là tất cả trong video lần này. Hẹn tất cả các bạn trong video lần sau. Nhớ hãy ấn like và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye.